Một trong những lưu ý khi mà chúng ta dùng sáng dây á, thì các bạn cùng xem để biết thêm và sử dụng cho đúng cách nha. Thì sáng này mình sẽ uống bột sắn dây nóng, sử dụng 2 muỗng bột sắn dây này. Bột sắn dây nguyên chất, mình sẽ dùng nước lạnh làm cho nó ướt bột sắn dây này. Sáng nào mình cũng uống bột sắn dây nóng với lại nước tương tamari nha các bác. Nước tương tamari ạ. Khoáng đều để cho bột sắn dây chín từ từ nha các bác. Lưu ý rất là quan trọng khi chúng ta dùng bột sắn dây nóng, đó là khi mà chúng ta dùng bột sắn dây nóng xong á, thì trong 30 phút đến 1 tiếng đầu là chúng ta không được rửa tay này, không được rửa tay nha. Thứ hai là không được ngồi trước quạt này. Thứ ba, không được ngồi trong máy lạnh này. Thứ tư là không được đi ra ngoài trời gió nha, mà chúng ta chỉ ở trong cái nơi kín gió đó. Nếu mà trường hợp mà cấp thiết mà các bác cần phải đi ra ngoài hay là làm gì đấy thì các bác phải là uống, mình không uống nóng mà mình sẽ dùng, mình dùng một muỗng để mình cho vào trong miệng và mình ngậm cho nó nguội hoàn toàn đi rồi mình mới nuốt vào. Đó là trường hợp là mà các bác phải đi ra ngoài gấp hoặc là mình phải rửa tay hay là ngồi trong quạt gió, đi ra gió chẳng hạn đó, đúng rồi. Còn không thì chúng ta để nguội hoàn toàn rồi mới uống nha, để nguội hoàn toàn rồi mới uống chứ không được. Đấy là những cái lưu ý rất là quan trọng khi mà chúng ta sử dụng bột sắn dây đấy ạ. Đó, nhiều người đã nói là dùng bột sắn dây với mật ong xong là sẽ bị chết người hay gì đó, cũng có thể xảy ra là do là không phải là hai chất này nó tác động với nhau mà nó tạo nên phản ứng hóa học hay là cái gì đâu, do các bác là không kiêng. Ví dụ như các bác dùng xong các bác là đi rửa tay luôn này, hoặc là đi ra gió, hoặc là đi chui vào máy lạnh để ngồi, hay là ngồi trong quạt gió, nên là lúc đấy nó sẽ bị giống như là nó sắn dây thì là bản chất và tính của nó là cực dương, mà khi gặp âm là nó hút rất là mạnh, nó sẽ tạo nên phản ứng hóa học, nên là các bác phải lưu ý ở cái điểm đấy nha. Một muỗng canh nước tương tamari để mình uống cùng nhé, nó rất là tốt ạ. Thế bài lúc này là mình học của một sư thầy, một ngôi chùa ở Nhân Trạch, chùa Long Hương ạ, thầy Thích Tuệ Hải đấy. Mình đã đọc rất nhiều những bài của thầy nói về sắn dây và những cái đồ ăn khác để giúp cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh và giải độc rất là tốt về thực dưỡng đấy ạ. Đó, khi mà chúng ta hòa tan vậy như vậy rồi thì sẽ ăn nóng, nói chung là vừa thổi vừa sơi cho nó nóng ấy, thì rất là tốt để cho nó toát mồ hôi ra nhé, rất là dễ ăn ạ. Ăn như vậy xong là tuyệt đối không được bật quạt này, không được ngồi trong máy lạnh, không được rửa tay này, không được đi ra ngoài trời gió trong nửa tiếng đầu nha các bác. Lưu ý ạ, một điều rất quan trọng. Và cái thứ hai nữa là bột sắn dây khi mà chúng ta ăn vào buổi tối trước khi đi ngủ cũng rất là tốt luôn nha. Nó giải độc hoàn toàn những cái gì mà trong ngày chúng ta nạp vào cơ thể, hoặc là chúng ta bị hít những cái khói bụi ở ngoài trời vào á, ngoài môi trường vào trong cơ thể, là nó sẽ giải độc hoàn toàn nha. Các bác hãy hàng ngày mỗi tối trước khi đi ngủ khoảng nửa tiếng, trước nửa tiếng các bác dùng một ly sắn dây như vậy ăn sẽ rất là tốt luôn. Ngoài ra bột sắn dây mình pha cho nó sệt sệt rồi mình đắp lên mặt nha, đảm bảo trong một tuần sẽ có một làn da trắng mịn tuyệt vời, đẹp không có gì bằng luôn đấy ạ. Còn rất nhiều những cái tác dụng tuyệt vời của bột sắn dây đối với cơ thể chúng ta nữa, em sẽ chia sẻ từ từ ạ. Tuyệt vời.